kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có phải là nhân vật cải cách thực chất? Bài viết của tác giả Phạm Chí Dũng được đăng trên trang blog VOA. Ngọn cờ đầu móc túi. Trái ngược hẳn với hoàn cảnh nheo nhóc của dân tình, vào thời suy thoái kinh tế đã tiếp diễn năm thứ 9 liên tiếp. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex vẫn đạt mức lợi nhuận kỷ lục là 6.300 tỷ đồng, dù doanh thu có giảm 16,2% so với năm trước do giá dầu của thế giới sụt giảm. Từ lâu, Petrolimex đã được xem là cục cưng của Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản của doanh nghiệp độc quyền này. Dưới thời Bộ trưởng trước là Vũ Huy Hoàng, Petrolimex vẫn tỏ ra là ngọn cờ đầu của nhóm lợi ích chính sách trong những chiến dịch đi đêm với giới quan chức liên ngành tài chính và Bộ Công Thương vào thời tân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Bằng chứng mới nhất vừa được phát hiện vào đầu năm 2017 sau đề xuất của Petrolimex và Bộ Công Thương. Một lần nữa trong 2 năm liên tiếp, cơ quan tham mưu đắc lực cho chính phủ và đảng là Bộ Tài chính lại tìm cách móc túi tuyệt đại đa số công dân và người dân nghèo bằng một bản dự thảo sửa đổi luật về thuế bảo vệ môi trường với 8.000 đồng đánh vào một lít xăng. Công cuộc móc túi đầy tính biểu tượng như thế đã khiến cho công luận phản ứng và xoáy thẳng nghi ngờ vào tân Bộ trưởng Bộ Công Thương là ông Trần Tuấn Anh, có phải là ngọn cờ đầu cải cách trong số các bộ ngành hiện thời như Thủ tướng Phúc ra mặt khích lệ và một số tờ báo nhà nước tung hô theo kiểu bầy đàn. Kẻ tiền nhiệm. Công bằng mà xét, sau gần một năm kể từ lúc thành lập chính phủ mới, Bộ Công Thương là cơ quan duy nhất trong số 22 bộ và cơ quan ngang bộ đã bắt đầu vài bước đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp, tinh giản bộ máy tham mưu một cách khá ấn tượng, lại còn đang thực hiện đề án tái cơ cấu ngành công thương. Tất cả những việc nho nhỏ, thuần túy là trách nhiệm chứ không có gì gọi là kiến tạo này, chưa từng được Vũ Huy Hoàng sáng tạo dưới thời chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Bản luận tội về Vũ Huy Hoàng đã là rất dài. Viên cựu bộ trưởng ngành công thương này đã rất thường bị dư luận xem là tội đồ về đủ thứ chuyện bê bối liên quan đến nhập khẩu phi mã từ Trung Quốc, mua điện cũng từ Trung Quốc với giá gấp 3 lần giá sản xuất trong nước, để các nhóm đầu cơ xăng dầu và điện lực tự tung tự tác trong quá nhiều năm, để các đập thủy điện xả lũ giết dân, bỏ mứa các công trình đầu tư ngàn tỷ đắp chiếu. Còn Trần Tuấn Anh lại không dính vào những cú phốp điêu tàn trên. Ngay tại thời điểm này, nếu lập ra một giản đồ so sánh, thì có thể bước đầu tạm kết luận Trần Tuấn Anh sạch hơn Vũ Huy Hoàng. Sạch hơn nhiều, nhưng mới chỉ là bước đầu. Sẽ là hoàn hảo hơn nhiều cho vị Bộ trưởng Bộ Công Thương này nếu ông ta thoát khỏi cái bóng và cung đường ngập ngụa đến tận mặt của kẻ tiền nhiệm. Thế nhưng vào cái thời hết tiền và hết viện trợ mà quá nhiều dư luận phải đặt tên là thời đại quan chức hốt cú chót hay chuyến tàu vét như hiện thời. Bước lầy lội đầu tiên của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, oái oăm thay lại có nét gì đó tựa tựa tấn bi kịch kinh điển Formosa. Formosa ở Hà Tĩnh và thép Cà Ná ở Ninh Thuận. Từ quý 3 năm trước, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Công Thương đi đêm với công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen và cố ý làm trái để dự án thép Hoa Sen Cà Ná của doanh nghiệp này được bế vào quy hoạch. Trong lúc trước đó, dự án này không hề nằm trong danh sách quy hoạch đó. Truyền thuyết ngược dòng vào quy hoạch như thế lại diễn ra trong bối cảnh việc xử lý hậu quả của vụ Formosa Hà Tĩnh vẫn cực kỳ tắc trách và dư luận kịch liệt lên án những hậu quả nặng nề không tránh khỏi về môi trường và môi sinh của dự án thép Hoa Sen Cà Ná. Một chi tiết xã hội học mà người ta thường đề cập không chỉ là con ruột của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh còn là em cọc trèo với chủ tịch tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ, người đã đi vào lịch sử kinh tế học phát triển mang đặc thù Việt Nam với thành ngữ ngu gì mà không làm thép. Xã hội và kinh tế lại như môi với răng. Sát Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chúc Tết 90 triệu dân Việt bằng hành động chính thức đưa dự án thép Hoa Sen Cà Ná vào quy hoạch và được chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt. Cho dù trước đó đã sôi trào phản ứng trên mặt công luận về một tương lai Formosa thứ hai tại dự án này ở khu vực thuộc loại đói nghèo nhất nước là Ninh Thuận. Đơn giản là nếu có thêm một biển chết nữa ở Ninh Thuận, cảnh hoàng hôn của chế độ lại càng có cơ may bị dệt thêm màu tối liệm. Còn người dân thì tràn trề cơ hội để đào mồ chôn quan chức. Những dự án thép Hoa Sen Cà Ná mới chỉ là vết đen đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Những vết nhám khác đang lộ dần trên mặt. Vẫn là tên những nhóm lợi ích chính sách như Petrolimex và EVN. Sát Tết Nguyên đán, Bộ Công Thương tung ra một dự thảo mở rộng thẩm quyền quyết định việc tăng giá điện. Từ chỗ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN không được quyết định theo quyết định số 69 của Chính phủ,
đến chỗ EVN được chủ động quyết định tăng đến 20% giá điện mỗi năm. Đồng thời, thẩm quyền của Bộ Công Thương cũng tăng tương ứng, từ chỗ được quyết định tăng tối đa 20% mỗi năm lên đến 40% mỗi năm. Tính toán của EVN thuộc vào đặc tính khôn vặt của cái mà dư luận thường gọi là tính xấu của người Việt, sẽ chẳng cần đến Thủ tướng phải ra tay, thậm chí cũng không cần đến Bộ trưởng phải giải quyết. Chỉ cần chính phủ chấp nhận đề xuất vừa nêu là EVN nghiễm nhiên có quyền tự tăng giá điện ít nhất 20% một năm. Rất đáng chú ý, đề xuất này hầu như xuất hiện đồng thời với một dự thảo của Bộ Tài chính về tăng gấp đôi thuế bảo vệ môi trường để đạt thành tích bổ thuế 8.000 đồng mỗi lít xăng lên đầu người tiêu dùng, khiến cho xã hội lên tiếng kêu than để tố cáo thực chất ngân sách cùng bản chất của chế độ. Hãy nhớ lại vào lúc nền kinh tế Việt Nam đang dậm chân vào suy thoái, sự đổ bể của hai thị trường chứng khoán và bất động sản đã kéo theo một phát minh không tiền khoáng hậu. Kể từ thời mở cửa, những doanh nghiệp nhà nước đặc trưng bởi chủ thuyết giá chỉ có tăng chứ không có giảm như EVN và Petrolimex đã tạo thành cặp song sinh có chung lợi ích. Hàng loạt chiến dịch đầu tư trái ngành của các tập đoàn này vào chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm rốt cuộc đã tích động gánh nợ lên đến 40.000 tỷ đồng. Trong suốt nhiều năm qua, toàn bộ số nợ nần đó đã được EVN và Petrolimex đổ lên đầu người dân đóng thuế. Từ sau Đại hội 12 cho đến nay, lợi dụng thời hỗn quân, hỗn quan và cắt cứ xứ quân, nhóm lợi ích Bộ Công Thương lại một lần nữa quật khởi trên đầu đồng bào mình. Nhưng cũng còn một cái tên khác là nhóm thân hữu, một chủ đề mà chưa một ủy viên Bộ Chính trị nào dám mổ xẻ trước bản dân thiên hạ. Trần Tuấn Anh có phải là nhân vật cải cách? Nhóm thân hữu về bản chất lại có mối quan hệ hữu cơ giữa các chính khách ở các cấp khác nhau, từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Trong trải nghiệm của người dân Việt, thực tế sinh tồn của các doanh nghiệp lệ thuộc vào chính sách từ nhiều năm qua đã chứng tỏ một nguyên tắc bất thành văn là chỉ có chính sách mới tạo ra được lợi nhuận, để đến lượt mình, lợi nhuận phải quay lại nuôi chính sách. Sự táng tận lương tâm của các quan chức và hậu quả của nó không thể không liên quan đến trách nhiệm của giới lãnh đạo chính phủ. Những người đã im lặng hoặc bật đèn xanh cho EVN và Petrolimex gây nên chiến dịch tăng giá vào thời gian giữa hai kỳ quốc hội. Không chỉ bị lên án bởi dư luận trong nước, khối u độc quyền doanh nghiệp quốc doanh ở Việt Nam còn bị nhiều chính phủ xã hội dân sự trên thế giới và các tổ chức quốc tế chỉ trích kịch liệt. Bởi hiện trạng bệnh hoạn nó đi ngược lại với những cam kết về hoàn thiện kinh tế thị trường mà chính phủ Việt Nam đã lặp đi lặp lại không biết chán trước cộng đồng quốc tế. Quay lại với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, một ít thủ tục hành chính lọt thỏm trong cả rừng giấy phép con của ngành công thương được ông Trần Tuấn Anh dẹp bỏ và được truyền thông tuyên giáo đảng tung hô như thể một hành động cải cách thể chế thực sự. Liệu có tương xứng chút nào với những góc tối luôn bị Ban tuyên giáo Trung ương tìm cách bao che, không cho báo chí chỉ trích như dự án thép Hoa Sen Cả Ná, hai nhóm độc quyền chính sách EVN và Petrolimex? Vẫn còn đó, nóng hổi bài học Đinh La Thăng, nhân vật được báo chí đảng ồn ào phong cho danh hiệu là tư lệnh ngành này. Đã ồn ào hơn thế khi nói đi đôi với làm vào lúc nhậm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nhưng chẳng bao lâu sau thì ông Thăng đã chìm hẳn khi người đời phát hiện ra ông ta nói nhiều hơn làm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Cần cho vào lò những bộ trưởng như Trần Tuấn Anh nếu đảng còn mong tồn tại. Bài viết của tác giả Lê Phú Khải. Đầu năm 2001, tôi ở nhà ông chú ruột tôi là ông Lê Phú Hạo hơn một tháng trời tại Paris. Một hôm, bà thím tôi đi đâu về hốt hoảng hỏi tôi, Trần Đức Lương ở trong nước làm chức vụ gì hả cháu? Tôi trả lời, làm to lắm. Như ông Jacques Chirac ở đây. Bà thím tôi kêu to, hèn chi, thằng con nó là Trần Tuấn Anh sang đây đốt tiền như đốt pháo. Đến triệu phú ở Paris cũng phải kinh hồn khiếp vía. Tôi nói, thím thử cho cháu một ví dụ về đốt tiền của thằng này. Bà kể vanh vách, nó vào một tiệm đồ điện máy, mua thiết bị nghe nhìn, mua xong trả tiền rồi, thì một Việt Kiều đứng cạnh nó nói, thứ này chưa phải là loại mới nhất. Nó hỏi, ở đâu bán loại xịn nhất? Bà kia cho nó địa chỉ, thế là nó cho không bà này tất cả những thứ mới mua và đi mua đồ xịn hơn theo địa chỉ bà này cho. Tôi lại hỏi, chỉ có thế thôi hả thím? Bà nói, nó ở khách sạn 5 sao và ăn những bữa tiền triệu mà tôi với chú anh ở Paris 30 năm nay cũng chưa một lần dám nghĩ đến mình sẽ có lần bước chân vô đó. Nó mới sang Paris mà nổi tiếng trong giới Việt Kiều ở đây. Tôi nói, thằng này nó là con ông cháu cha, nên sau này nhất định nó sẽ làm lớn ở Việt Nam đấy thím ạ.
Ông chú tôi nghe được câu chuyện hai thím cháu nói với nhau, đã buông một câu chửi bằng tiếng Pháp. Đại ý là tất cả chúng nó đều là những thằng ăn cắp. Quả đúng như tôi dự đoán, Trần Tuấn Anh hiện nay là Bộ trưởng Bộ Công Thương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đang hòa nhập với thế giới. Và cái gì đến, nó sẽ đến. Vừa qua trên mạng xã hội Người Việt ngày 28 tháng 2 năm 2018, sau đó được trang mạng Tiếng Dân đăng lại vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, đã tiết lộ một lá thư của tập thể cán bộ công nhân viên ngành công thương gửi lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Báo Nhân dân, tố cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đồi bại, suy thoái đạo đức. Lá đơn viết với mong muốn được theo hầu Bộ trưởng. Trần Hữu Linh là Chánh Văn phòng Bộ đã tìm đủ mọi thủ đoạn để dẫn dắt những cô em chân dài cho Bộ trưởng, cung cấp tiền, gái, cùng những bữa tiệc xa hoa, đánh bạc hàng trăm ngàn đô. Ban cán sự đảng bộ này đều biết cả, nhưng làm ngơ vì Trần Tuấn Anh thuộc tầng lớp thái tử đảng. Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến cuộc gặp gỡ với nhà Trung Quốc học là Trần Đình Hiến, người dịch các tác phẩm của Mạc Ngôn, Giả Bình Ao, Vệ Tuệ ra tiếng Việt tại Hà Nội vừa qua. Dịch giả Trần Đình Hiến cho biết, hiện nay ở Trung Quốc, có 8 dòng họ nắm quyền là Đặng Tiểu Bình, Vương Lực Trần Vân, Bành Chân. Các thái tử của 8 dòng họ này sẽ nắm các ít hầu kinh tế ở Trung Quốc trong tương lai. Nhưng theo một cuộc điều tra xã hội học, thì các thái tử này hiện nay chỉ chơi game và chơi đĩ, nên không làm gì có giấc mộng Trung Hoa như ông Tập Cận Bình đã tuyên bố ở Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua. Sao các thái tử ở Việt Nam lại giống anh bạn bốn tốt này đến thế? Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tiếp tục tồn tại và lãnh đạo đất nước thì không thể không cho vô lò những kẻ tiêu máu của nhân dân như Tiêu Bạc Lẻ, như cái loại Bộ trưởng Trần Tuấn Anh này được. Kẻ thần dân đã 76 tuổi này chỉ lo cho vận nước nên muốn nhắc lại lời thơ của Phùng Quán năm xưa.